Không có một cái khổ nào bằng khổ tâm. Quý vị đồng ý không? Khổ nào mình cũng có thể chịu được hết, nhưng mà cái khổ tâm là cực kỳ đau khổ. Nhưng mà bù lại, cũng không có cái an vui nào bằng khi cái tâm mình nó tĩnh lặng xuống. Cái điều này không phải là lý thuyết, đây là một cái kinh nghiệm. Nếu ai trong chúng mà đã từng sống như vậy thì mới hiểu được cái đoạn kinh này. Mà cái khổ tâm á, là nó làm cho thân thể mình cũng sao, cũng héo mòn theo nó. Quý vị nào mà bị một cái điều lo khổ gì có, ngày hôm sau là khác liền. Không có cần nói 2 ngày 3 ngày nữa, chỉ một đêm thôi, một đêm đau khổ thôi, sáng ngày mai là sao, thân thể mình nó xác sơn hết.